Chào các thầy cô, trong các video trước thì tôi đã hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học. Tuy nhiên, khi sử dụng phần mềm Zoom miễn phí thì thầy cô có một số cái hạn chế, đó là thầy cô không được tạo lớp học quá 100 người, và cái thứ hai là thường bị giới hạn cái thời gian trong buổi dạy là 40 phút. Vì vậy nhiều thầy cô cảm thấy rất là chán nản khi sử dụng cái phần mềm Zoom miễn phí. Thì hiện nay thì rất nhiều trường đã được Microsoft Việt Nam hỗ trợ trong việc tạo cái tài khoản Microsoft Office 365 gói A1 thì cho phép sử dụng cái phần mềm Team. Thì ngoài việc Team không bị giới hạn về thời gian cũng như là về số lượng người, thì đây còn là cái phần mềm mà rất phù hợp với việc dạy học trực tuyến. Ngoài các chức năng là dạy trực tuyến giống như Zoom thì Team còn tích hợp các cái chức năng giúp chúng ta có thể quản lý các cái lớp học, các nhóm, rồi có thể quản lý các cái nguồn tài nguyên và các học liệu, giao bài tập mà chấm điểm bài kiểm tra cho học sinh. Để trong cái video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các chức năng cơ bản để thầy cô có thể sử dụng Team trong cái quá trình dạy học. Nội dung trình bày của tôi gồm có các 6 nội dung chính. Thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách quản lý lớp học và kênh. Thứ hai là hướng dẫn các thầy cô các cái đăng thông báo lên lớp học. Thứ ba, hướng dẫn thầy cô đưa tài liệu đến lớp học. Thứ tư là hướng dẫn thầy cô cách tổ chức giờ học online. Thứ năm là cách giao bài tập và thứ sáu là chấm điểm. Ở đây tôi không giới thiệu cái phần là cài đặt hay đăng ký tài khoản Microsoft Teams nữa, bởi vì những phần này thì được giới thiệu ở các cái video trước, mà đây chỉ tập trung vào cái việc là tổ chức dạy học. Bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm Teams. Đây là giao diện của phần mềm Teams. Thầy cô có thể thấy đây là các cái nhóm mà tôi tạo hoặc là tôi tham gia vào trong các cái nhóm này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thầy cô từ đầu cách tạo một cái nhóm mới, hay chính là tạo một lớp học mới. Ta sẽ bấm vào cái tham gia vào tạo nhóm. Thì ở đây ta sẽ sử dụng chức năng tạo nhóm. Để sử dụng được các chức năng lớp học thì thầy cô phải chọn nhóm, ở đây là nhóm lớp học. Đầu tiên thầy cô đặt tên của cái lớp học này. Ví dụ như ở đây thầy cô sẽ đặt cái môn là tin học lớp 10A1. Đó, thầy cô có thể thêm được rồi. Có tên môn học và tên lớp là được. Dưới này là phần mô tả cho nhóm. Thì ở đây để làm nhanh thì ta có thể bỏ qua bước này, sau đó ta sẽ bấm vào tiếp theo. Quá trình tạo nhóm đang được diễn ra. Tiếp theo là thầy cô sẽ phải thêm cái học viên vào trong cái nhóm của mình. Thì để thêm học viên ở đây thầy cô có thể là đánh theo cái địa chỉ email của cái tài khoản mà học viên được cấp, hoặc có thể đánh theo tên. Như ở đây tôi thử đánh cái từ sinh viên. Đây tôi có hai cái tài khoản demo là sinh viên sư phạm hoặc là sinh viên khoa toán chẳng hạn. Đây tôi đánh theo mail nó hiện là SVKT, sau đó tôi bấm thêm vào nhóm. Được chưa ạ? Rồi nếu như mà môn này có hai giáo viên cùng dạy thì thầy cô cũng có thể thêm cái giáo viên vào phía bên này, tương tự như thêm học viên. Ở đây tôi bỏ qua bước này, sau đó ta đóng lại. Thì khi đó nó đã tạo ra cái nhóm là tin học lớp 10A1 như ở đây. Thì trong nhóm này thì thầy cô nhìn thấy có cái chữ chung ở đây, đây chính là một kênh. Thì trong một cái nhóm này có thể tổ chức nhiều kênh, trong đó cái kênh chung là kênh ngầm định, mà nơi mà thầy cô có thể đăng những cái thông báo chung cho cả lớp hay đăng tài liệu. Còn ngoài ra thầy cô có thể tạo thêm các kênh khác. Bây giờ ta sẽ minh họa việc tạo kênh. Ta bấm vào dấu ba chấm, sau đó bấm vào thêm kênh. Khi thêm kênh thì ta đánh tên kênh. Bây giờ tôi sẽ giải thích về các cái loại kênh ở trong Team. Thì có hai loại kênh, một loại thứ nhất là kênh tiêu chuẩn, là sẽ hiển thị tất cả với mọi người trong nhóm. Thì kênh này thường là ta thường để tổ chức theo các cái chủ đề dạy học. Ví dụ ta đặt tên cái kênh này là chương 1 chẳng hạn, là chứa cái nội dung về chương 1 đúng không ạ? Đây là các khái niệm cơ bản chẳng hạn. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy, ta sẽ để đây là kênh tiêu chuẩn. Thì kênh này sẽ hiển thị đối với tất cả mọi người. Đây kênh sẽ được hiển thị ở đây ạ. Đấy chưa ạ? Bên loại kênh thứ hai là giả sử như khi dạy trong này ta có các cái dự án làm việc nhóm chẳng hạn. Yêu cầu các nhóm phải làm việc theo nhóm thì ta sẽ tạo một loại kênh thứ hai. Đó là ta thêm các cái kênh riêng tư. Nên tôi bấm nhầm. Đây ta bấm vào thêm kênh. Đây, nhóm 1.
Đây ta để cái quyền riêng tư ở đây là gì ạ? Kênh riêng tư. Ta bấm tiếp theo. Bởi vì đây là kênh riêng tư nên chỉ những người nào được thêm vào kênh thì mới có thể tham gia vào cái kênh này. Thế là ta phải thêm các cái thành phần, các cái thành viên của nhóm vào đây. Hiện tôi minh họa là tôi thêm một người chẳng hạn. Thêm. Xong. Đấy, và thầy cô quan sát cái biểu tượng đây nó khác so với cái kênh ở trên, đó là có biểu tượng hình cái khóa. Thì chỉ những người ở trong cái đã được thêm vào kênh này thì mới có thể gì ạ? Có thể tham gia vào trong cái kênh này các cái hoạt động như là thảo luận hay là gọi, thực hiện các cuộc gọi chẳng hạn. Muốn bổ sung được thành viên ta cũng có thể bấm vào chỗ ba chấm và bấm vào thêm thành viên. Rồi ta có thể gì? Có thể lấy cái địa chỉ email của kênh này. Hoặc là gì? Nếu mà thành viên thì ta cũng có thể rời khỏi cái kênh này. Được chưa? Bây giờ quay trở lại với vấn đề làm việc với nhóm. Thì một trong những nội dung quan trọng của làm việc với nhóm đó là làm thế nào để thêm một thành viên vào trong nhóm. Thì ta sẽ bấm vào ba chấm. Ở đây có ba cách để thêm thành viên vào nhóm. Cách thứ nhất là ta bấm vào biểu tượng thêm thành viên. Thì ta sẽ làm tương tự như cái bước ta tạo nhóm, là ta đánh mã học viên hoặc là gì ạ? Họ và tên học viên ở đây để hệ thống tự tự thêm mà. Tuy nhiên cái này khá là mất thời gian. Cách thứ hai đó là trong trường hợp mà các thầy cô đã có các cái group Facebook, Zalo của lớp học hoặc là gì ạ? Khi dạy bằng Zoom, các thầy cô có tổ chức các lớp học bằng Google Classroom hoặc Edmodo chẳng hạn, thì thầy cô sử dụng hai cách sau. Một trong hai cách đó là thứ nhất, thầy cô nhận liên kết đến nhóm này, sau đó thầy cô sao chép cái liên kết này và thầy cô sẽ đăng lên các cái group lớp học, thì học viên chỉ cần nháy vào cái liên kết đấy là có thể tham gia vào lớp học. Và cách thứ hai là thầy cô mời học viên vào bằng cách là gửi mã nhóm, thì ta sẽ phải vào cái mục xem nhóm, sau đó thầy cô vào phần cài đặt, thầy cô chú ý đến mục mã nhóm. Ở đây mới tạo và chưa có mã nhóm thì ta sẽ bấm vào nút tạo, nó sẽ sinh ra một cái mã nhóm như này, đúng không ạ? Và thầy cô chỉ việc là gửi cái mã nhóm này đến người học thông qua các cái group của lớp học, thì người học chỉ việc sử dụng cái mã nhóm này để gì ạ? Để tham gia vào kênh. Đây ví dụ bây giờ tôi sẽ minh họa với một cái tài khoản học sinh. Đây tôi đã mở sẵn một cái tài khoản khác ở đây. Ví dụ như là cái bạn này bạn muốn tham gia vào cái môn tin học lớp 10 chẳng hạn, thì trong mục nhóm đấy thầy cô kích vào mục tham gia hoặc tạo nhóm, sau đó ta điền cái mã nhóm ở đây. Đây giả sử như vừa rồi là ta đã gửi vào là các cái group chẳng hạn, thì bạn này bạn copy được thì bạn có thể gì ạ? Có thể paste cái mã vào đây và bấm vào gì ạ? Bấm vào tham gia nhóm. Đây là ngồi cùng một máy nên là ta có thể thêm như vậy, đúng không ạ? Thì ngay lập tức cái nhóm tin học lớp 10A1 đã hiện ở đây, đúng không ạ? Đấy, mà chỉ hiện cái kênh là gì? Các khái niệm căn bản chứ không có nhóm 1, bởi vì bạn này không nằm trong cái nhóm 1, đúng không ạ? Đây, bạn đã có trong nhóm này. Như vậy là ta đã giới thiệu xong về cái vấn đề là quản lý các cái nhóm hay là các cái lớp học và các cái kênh trong một lớp. Bây chuyển sang vấn đề thứ hai, đó là ta đăng cái thông báo trên lớp học. Ví dụ như ở đây ạ, ở đây thầy cô có thể đăng các cái nội dung thông báo đến toàn bộ lớp hay là đăng các cái tài liệu. Thì giả sử như ta đăng một cái thông báo là gì? Là xin chào tất cả các em trong mùa dịch chúng ta đang phải học tập trực tuyến, hy vọng lớp sẽ tập trung học tốt. Đấy, chưa ạ? Đấy, ví dụ ta đăng một cái thông báo như vậy. Thì thầy cô chú ý là ngoài cái việc đăng thông báo bằng cái nội dung text đơn giản như này, thì thầy cô có thể định dạng cái nó bằng cách bấm vào biểu tượng, đúng không? Đây, ta đặt là chào mừng các bạn lớp 10A1. Đấy, ta đặt cái chủ đề cho nó tạm có thể định dạng này. Ta có thể định dạng vẫn có thể thay đổi các yếu tố khác nữa, nhưng đây ta lấy một cái ví dụ như vậy, ta đăng lên. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất là ta đăng các cái thông báo.
Đây ta cũng có các biểu tượng tương tác tương tự như các cái trang mạng xã hội khác đúng không? Thì khi ta thêm như vậy thì tất cả những cái học viên khác vào đây thì đều có thể gì ạ? Có thể xem được cái thông báo này. Cái tiếp theo đó là ta tải lên tài liệu của lớp học. Cái điểm hay của cái team này là gì? Nó khác với Zoom, là Zoom thì chỉ tương tác trực tiếp đúng không ạ? Còn không hỗ trợ cung cấp cái tài liệu thì ở đây ta có thể tải trước cái tài liệu. Đây ta có thể cung cấp cho người học cái tài liệu, thì khi mà cái tài liệu ta đăng lên thì nó sẽ nằm ngay trong mục tệp này đúng không? Và học viên chỉ việc vào đây để tải về. Ở đây ta sẽ bấm vào mục tải lên đúng không? Đây giả sử như ta lấy một cái file nào đấy, file về lớp sử dụng Teams chẳng hạn, tôi đưa cái tài liệu lên để học sinh có thể tải về xem trước đúng không? Đấy thì đã tải lên rồi đúng không ạ? Như vậy là ta đã giới thiệu xong cái việc là gì, việc đăng tải tài liệu, đăng tải thông tin lên lớp học. Khi dạy học bằng Teams ta có thể tổ chức cái lớp học theo cái mô hình lớp học đảo ngược, đó là ta cung cấp toàn bộ các cái học liệu đến học sinh trước, hoặc thậm chí là có thể quay cái video hướng dẫn để học sinh có thể xem trước ở nhà. Sau đó thì gì ạ, đến cái giờ học trực tiếp ấy, chúng ta sẽ giao cái nhiệm vụ và gì ạ, và chúng ta sẽ giải đáp các thắc mắc của học sinh. Thì để tổ chức cái buổi họp như vậy thì ta sẽ kích vào biểu tượng ở đây ạ. Thầy cô nhìn ở đây là có cái biểu tượng là họp ngay. Đúng không ạ? Thì khi bấm vào đây, ta sẽ bắt đầu một buổi họp trực tiếp, nó giống như là gì ạ? Là thầy cô tổ chức cái buổi họp bằng Zoom ạ. Thầy cô đặt tên cho nó. Cái chủ đề của cái buổi họp này là gì? Hướng dẫn. Nếu thầy cô bấm vào họp ngay ạ, thì cái cuộc họp này được tổ chức trực tiếp giống như là trên Zoom. Bây để minh họa cái này thì ta sẽ hiển thị thêm cái màn hình của học viên để thầy cô dễ hình dung là học viên và giáo viên sẽ tương tác như nào. Ta để hai màn hình song song để thầy cô có thể dễ dàng quan sát cái việc tương tác. Dạ. Ta vào nhóm ạ. Thầy cô vào nhóm trước, sau đó ta vào cái nhóm chung của lớp 10A1. Thì đây ta đã thấy gì ạ? Bên màn hình của người học đã có hiện lên các cái thông báo đúng không ạ? Chào mừng của giáo viên. Hay ta vào mục tệp thì cũng có thể thấy được cái tài liệu mà giáo viên đã gửi lên ở đây đúng không? Người học có thể gì ạ, có thể bấm vào đây và bấm vào tải xuống để tải cái tài liệu này. Được chưa? Ngoài ra thì có các cái mục khác như là có thể vào cái phần class notebook để xem cái ghi chú lớp học, rồi xem điểm mục grade, hay là vào bài tập để xem các cái bài tập. Được chưa? Bây giờ ta quay trở lại cái nội dung mà ta đang chuẩn bị làm, đó là ta thực hiện một cái cuộc họp trực tuyến, thì ta sẽ bấm vào họp ngay đúng không? Có thể là họp ngay thì sẽ tiến hành trực tiếp, thì ta sẽ quan sát trên cái màn hình của người học, cái màn hình đăng đấy ạ. Thầy cô có nhìn thấy không ạ? Ở đây nó đang nói là gì, có một cuộc họp bắt đầu này, và nếu như người học gì ạ, người học chấp nhận tham gia cuộc họp này thì người học sẽ bấm vào gì ạ, bấm vào tham gia. Đấy ạ, trên màn hình của người học đang hiện ra là gì? Là video đang tắt này và micro cũng đang tắt. Đúng không? Người học sẽ bấm vào tham gia ngay. Đấy ạ, ta quan sát ạ. Là trên màn hình của giáo viên đã hiện lên cái người học là sinh viên khoa toán này, đã trực tiếp tham gia. Đúng không ạ? Và giáo viên ở đây có thể là mời thêm những cái bạn khác mà các bạn ấy chưa trực tiếp vào bằng cách là bấm dấu ba chấm và yêu cầu tham gia. Thì lúc này cái màn hình của cái bạn sinh viên khoa toán này sẽ xuất hiện cái lời gọi, nó giống như gọi điện thoại đấy. Hay cái bạn Hà Trần này vậy, ta gọi yêu cầu tham gia này. Đây bạn này chính là cái bạn mà đang nằm ở trên gì ạ? Trên cái trình duyệt này. Được mời thử. Đây ạ, nó xuất hiện ở đây ạ. Thì bạn này bấm vào tham gia thì sẽ có 3 người. Ta phải mở ứng dụng. Như vì ứng dụng ta đã sử dụng cho cái tài khoản chính nên là ta bỏ qua cái bước này đi. Này, và giáo viên có thể quản lý được các cái người dùng của mình, những cái học viên của mình. Thì khi mà quản lý các học viên thì thầy cô chú ý là có cái dấu ba chấm bên cạnh. Nếu như thầy cô chọn là ghim ấy, thì cái sinh viên này sẽ hiện ra trên cái màn hình chính. Đúng không? Và thầy cô cũng có thể tắt mic của cái người này đi bằng cái biểu tượng mic ạ. Nhưng ở đây vì bạn này bạn tắt rồi nên tôi cho bạn này bật lên ạ.
bạn học sinh bật cái mic của mình lên để ta quan sát màn hình của học sinh ấy. Đây bạn này bạn bật mic lên. Alo, thầy có nghe được không ạ? Nghe đâu ạ? Đấy. Ta thấy ở đây là có tiếng réo là vì hai người đều đang ngồi cùng một chỗ đúng không ạ? Đấy thì bạn này bạn tắt đi. Thì khi tham gia dạy thì thầy cô nên quy định là gì ạ? Mọi học viên thì đều tắt cái mic của mình và chỉ bật lên khi nào gì ạ? Khi học viên cần trao đổi. Thế quay trở lại cái bài dạy thì thầy cô cũng có thể bật camera để học viên có thể quan sát được cái giáo viên trên màn hình. Đây ta thấy này. Hiện cái mặt của giáo viên trên màn hình của sinh viên. Đúng không? Cái thứ hai đó là gì? Là vấn đề chia sẻ. Cũng tương tự như Zoom là thầy cô bấm vào cái nút chia sẻ ở đây. Thầy cô có thể chọn cái chia sẻ những cái gì mà mình đang mở trên máy tính của mình. Để ta xem đây, ta đang mở PowerPoint. Đúng. Sao nó không hiện? Đây đúng không? Ta chọn là presentation. Đấy thì thầy cô sẽ quan sát ở trên cái màn hình của người học ấy ạ. Bên tay phải nó cũng sẽ hiển thị cái gì mà gì ạ? Mà giáo viên đã chiếu lên. Đúng không? Đây ta cho full đấy. Thì lúc này trên cái màn hình của học sinh ấy nó cũng sẽ full. Nên rất tiếc ở đây vì full này thì thầy cô không nhìn được cái màn hình của học viên trên điện thoại học viên nữa đây. Nó sẽ như thế này ạ. Đúng không? Đấy thì đấy là cái chức năng chia sẻ màn hình. Có thể chia sẻ theo ứng dụng hoặc thầy cô muốn chia sẻ toàn bộ những cái hoạt động mà diễn ra trên máy tính của mình ấy, thì thầy cô sẽ dùng cái chế độ chia sẻ là screen. Đấy ta tắt đi. Sau đó ta dùng chia sẻ màn hình thì tất cả những cái gì mà thầy cô tiến hành trên cái màn hình của mình thì đều được xuất hiện ở trên cái màn hình của học viên. Đây ví dụ, đây ta thử chia sẻ màn hình nhé, thầy cô xem quan sát bên phải. Đây màn hình của học viên này. Nó đang hiện đúng cái màn hình mà thầy cô chia sẻ đúng không ạ? Bất kỳ cái gì thầy cô mở thì học viên đều sẽ nhìn thấy trên cái điện thoại của mình. Rồi ta tạm thời kết thúc ạ. Cái phần chia sẻ này. Đây ta dừng chia sẻ, ta sẽ bấm vào đây. Đúng không? Chỗ này là tắt mic này. Thì cũng tương tự như Zoom. Bên tay trái này hiển thị là cái thời gian mà ta đã bắt đầu cái buổi thuyết trình. Để quản lý người dùng thì ta bấm vào cái biểu tượng người tham gia này. Để ta xem có những ai đang tham gia cái cuộc trao đổi của mình. Và thầy cô để ý là có cái biểu tượng hình hai cái vòng lồng với nhau á, thì cái này chính là cái chức năng mà để ta có thể gì, có thể gửi cái link này đến những cái người mà người ta không có cái tài khoản Team ấy, vẫn có thể tham gia vào cuộc họp này. Thì cái này tôi đã có một cái video hướng dẫn trước đây rồi. Đúng không? Ta sẽ gửi cái link này thì ai có link này đều có thể tham gia được. Đây tôi sẽ tắt bớt cái âm thanh của cái thiết bị của học sinh ấy. Âm thanh cho đúng không? Còn trong quá trình học thì ta cũng có thể gì ạ? Có thể nhắn tin cho người học. Sử như ta muốn hỏi là gì? Các em có nghe thấy gì không? Đúng không? Đấy thì người học cũng có thể xem được cái này. Khi mà người học cũng chọn cái chức năng tin nhắn ở phía trên đấy. Đúng không? Người học có thể trả lời được, vân vân. Đây thì người học sẽ quay trở lại về cái phần màn hình chính. Được chưa? Thì đấy là những cái chức năng chính. Còn ngoài ra có một cái lưu ý là gì? Thầy cô thường là thích cái phần mềm Zoom này bởi vì nó cho phép ta thay cái nền đúng không? Thì thầy cô khi mà dạy ở trong những cái bối cảnh không được đẹp thì thầy cô có thể thay những cái nền khác. Tuy nhiên đối với cái Team này nó mặc dù nó không lung linh được như Zoom nhưng ta cũng có thể có thể sử dụng cái chức năng là làm mờ cái nền đấy. Đây tôi bắt đầu tôi bật một cái bật camera chẳng hạn. Thì bối cảnh phía sau có thể không được đẹp lắm thì thầy cô có thể dùng cái chức năng là làm mờ nền của tôi chẳng hạn.
thì những cái gì ở phía sau sẽ được làm mờ đi ạ. Được chưa? Đấy thì như vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cho các thầy cô cách mà chúng ta gì ạ? Tương tác trong một cái buổi học trực tuyến. Thì để kết thúc cái buổi học trực tuyến ấy thì thầy cô sẽ bấm một cái nút gác máy. Thì cuộc họp sẽ kết thúc. Nhưng ở đây thầy cô lưu ý ạ, mặc dù thầy cô gác máy rồi nhưng ở đây nó vẫn có cái mục tham gia ở đây là bởi vì gì ạ? Là người học chưa thoát ra hoàn toàn khỏi cái cuộc trò chuyện này. Thì chỉ khi nào tất cả mọi người gì ạ? Đều thoát ra rồi thì cái cuộc họp này mới kết thúc. Đây ví dụ đây tôi sẽ gì ạ? Cái kết thúc cái cuộc họp này bằng cách là tôi vào tài khoản học sinh, tôi sẽ tắt cái màn hình này đi ạ. Đó, tôi thoát ra khỏi cuộc họp. Như vậy đây là gì? Nó thông báo là cuộc họp đã gì ạ? Đã kết thúc. Vậy ta chuyển sang cái nội dung thứ năm. Đó là cái giao bài tập. Thì để giao bài tập cho học viên thì thầy cô sẽ vào cái mục bài học, bài tập. Đối với bài tập, ở đây chưa có bài tập nào, ta sẽ bấm vào Get Start. Trong Team này cho phép thầy cô giao hai loại bài tập. Bài tập thứ nhất là bài tập dạng tự luận, ta gọi là assignment. Bài tập thứ hai gọi là bài tập trắc nghiệm, là quiz. Đây bây giờ ta dùng cái gì ạ? Cái assignment để ta giao một cái bài tập. Đây giả sử đây ta đặt cái phần entitled này có nghĩa là gì ạ? Cái tiêu đề bài tập. Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu. Cái tiêu đề. Tiêu đề thì không nên có chữ hãy đúng không ạ? Soạn thảo văn bản theo mẫu. Sau đó ta hướng dẫn nó gì ạ? Các em soạn thảo văn bản theo đề số 5 của tập bài tập đã được giao. Ở đây ví dụ như là thầy cô phát trước cái tập bài tập này rồi thì có thể yêu cầu học sinh thực hành theo cái bài này, hoặc thầy cô có thể đính kèm cái file mẫu đấy chẳng hạn. Nó cái khi đính kèm này thì ta có thể đính kèm từ cái dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, hoặc thầy cô có thể vào chức năng new file, ta tạo file Word mới, hoặc thậm chí hoặc là thầy cô có thể upload cái file này từ gì ạ? Từ trên cái máy tính của mình lên. Đây, giờ ta sẽ upload một cái bài thực hành của mình lên. Đấy thì khi đó học sinh sẽ vào xem thì sẽ thấy được gì? Cái file đính kèm mà các cái yêu cầu của bài tập. Phần point này chính là số điểm. Ta có thể điền điểm tối đa đây là 10. Đúng không ạ? Đây là giao cho ai? Assign to là giao cho ai? Đây là cả lớp cùng phải làm, ta sẽ để đây. Hoặc ta có thể chỉ định một vài người thôi thì ta sẽ chọn ở phần bên này ô student này, ta thay số người. Due date là cái thời gian sẽ hết hạn. Ví dụ đây ta đang để là đến ngày mùng 4. Đấy là thứ bảy đấy, tháng 4. Đúng không ạ? Và thời gian hết hạn là 11 giờ 59, có nghĩa là hết ngày hôm đấy. Đây hoặc thầy cô cũng có thể là thiết lập thêm bằng cách bấm edit. Thì trong phần này ta có thể chọn là gì? Cái này sẽ hữu ích trong trường hợp mà thầy cô giao giao bài kiểm tra. Ví dụ ta cho học sinh làm bài kiểm tra này trong vòng 45 phút chẳng hạn. Thì thầy cô sẽ đặt là gì đến ngày thứ bảy này. Thì cái bài kiểm tra mới xuất hiện vào lúc 9 giờ. Đúng không? Và ta muốn nó gì? Là trước cái 45 phút đấy học sinh phải làm xong. Người ta sẽ chọn lại cái thời gian này là gì ạ? Là 9 giờ 45 chẳng hạn. 9 giờ 30. Sau đó ta sửa đây là gì? 9 giờ 45. Đấy là ta đặt lịch trước. Còn mục close date là có nghĩa là gì? Là khi nào thì đóng hẳn. Nhưng mục due date này là gì? Là muộn. Là 4 giờ, 9 giờ 45 là đúng giờ. Nhưng ta vẫn có thể cho gì ạ? Cho học sinh có thể nộp muộn 50 phút. Thì ta sẽ chọn thêm mục close date này. Đấy, nếu ta không cho làm thêm thì ta để đúng cái due date và cái close date này bằng nhau. Thì học sinh khi quá giờ sẽ không nộp được nữa. Nhưng đây ta sẽ cho một cái dung sai đi. Ví dụ cho học sinh 10 phút để có thể nộp bài. Ta bấm vào đăng. Đấy. Sau đó ta save. Đây là lập lịch đúng không ạ? Đây ta sẽ bấm save và để nó lưu cái bài tập này lại. Ở đây là vì ta bấm vào save nên nó mới chỉ lưu lại thôi đúng không ạ? Chứ nó chưa xuất hiện. Thì nó có thể bấm vào schedule này để ta làm cho nó hiện lên.
Đây nó sẽ nằm trong này là đã được ấn định lịch. Đúng không? Thì bây giờ ta thử quan sát cái màn hình của học sinh nhé. Ta xem màn hình của học sinh đã hiện bài tập chưa. Học sinh thầy cô nhìn bên phải đấy ạ. Học sinh sẽ vào phần xem thêm này. Vào bài tập này. Đây học sinh vẫn chưa thấy bài tập đâu đúng không ạ? Bây giờ thầy cô thử chỉnh lại ạ. Ta vào đây ta sửa bài tập này để cho học sinh có thể thấy ngay. Ta bấm edit đi. Ta cho cái khoảng thời gian xuất hiện nó sẽ nằm ở đây. Hoặc là ta bỏ cái này đi để cho nó xuất hiện ngay đúng không ạ? Thì nó sẽ xuất hiện trực tiếp luôn. Bấm vào đăng. Và bấm vào assign thì bài tập này sẽ được giao trực tiếp. Chứ không phải đặt lịch nữa. Ở đây vì ta muốn minh họa để cho thấy cái màn hình học sinh nên ta mới phải làm như vậy đúng không ạ? Bây thầy cô vào xem. Xem quan sát bên màn hình học sinh ạ. Ta quay trở lại. Đây thầy cô thấy là gì? Đây cái bạn học sinh mà đang đăng nhập ở trên cái trình duyệt này nó đã xuất hiện cái thông báo này đấy. Là giáo viên đã sao cái bài tập là soạn thảo văn bản theo mẫu. Và đồng thời thầy cô xem là cái màn hình của cái học sinh thứ hai chính là cái em sinh viên khoa toán đấy. Là học sinh này sẽ vào lại phần bài tập. Và sẽ thấy xuất hiện cái bài tập trong cái mục assign này. Đúng không ạ? Đấy cái này các em có thể là truy cập qua hai cái mục. Thứ nhất là vào phần bài đăng cũng sẽ hiện để hiện cái bài tập. Mà em có thể bấm vào View Assignment để các em ấy xem cái nội dung bài tập. Đây đang có một lỗi gì đấy. Do sử dụng trên máy điện thoại nên nó bị lỗi như vậy thì ta sẽ truy cập qua mục bài tập ạ. Đấy nó sẽ hiện cái nội dung bài tập ở đây. Và có hiện gì? Là cái thời gian hết hạn này. Thời gian bị đóng cái bài tập này. Và đây là gì ạ? Có cái file đính kèm này. Rồi cái số điểm tối đa. Được chưa ạ? Đấy như vậy là phần này lại hướng dẫn các thầy cô cách gì ạ? Cách giao một cái bài tập tự luận. Tuy nhiên thì khi dạy học trực tuyến này thì vì nhiều học sinh cũng có thể là không có máy tính, đâm ra là thầy cô nên tránh cái việc là giao các cái bài tập tự luận kiểu như này, mà ta lên gì ạ? Nên nên có thể là kết hợp với cái việc là giao các cái bài tập trắc nghiệm thì các em có thể sử dụng điện thoại các em học thì nó sẽ đỡ vất vả hơn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô là cách gì ạ? Cách giao cái bài tập cái dạng trắc nghiệm thì ta sẽ làm như sau. Tạm thời ta bỏ qua cái màn hình của học viên đấy. Ta vẫn vào bài tập này. Nhưng lúc này thầy cô sẽ không chọn là gì kiểu assignment nữa mà ta sẽ chọn kiểu là quiz là bài tập trắc nghiệm. Đây, bài tập trắc nghiệm ở đây thì sẽ được giao dưới cái dạng là bài tập được thực hiện trên cái phần mềm Microsoft Form. Thì nếu như thầy cô đã sử dụng Google Classroom mà sử dụng Google Form rồi thì cái Microsoft Form này hoàn toàn tương tự. Thì phần này tôi sẽ hướng dẫn ở một cái video riêng bởi vì nó có rất nhiều chức năng và nếu hướng dẫn ở đây thì nó sẽ rất là mất thời gian. Thì đây tôi sẽ sử dụng sẵn một cái form có sẵn. Tôi thêm vào. Tôi chọn đây và chọn like. Đây thì trong phần này ta sẽ thấy là gì? Cái bài này đang để tối đa là 5 điểm đúng không ạ? Mà được giao cho lớp này. Thì cái này phần giao bài tập này thì nó cũng tương tự như gì đó. Tương tự như là giao cái bài tập tự luận. Ta bấm assign. Chỉ có khác là gì ạ? Học sinh có thể làm và có thể gì? Có thể xem điểm ngay được. Đây ví dụ bây giờ ta sẽ quay trở lại màn hình của học viên ta xem. Đây có thông báo của học viên đúng không ạ? Bây giờ thầy cô lại tiếp tục quan sát màn hình học viên trên điện thoại. Xem như nào. Học viên lại quay trở lại phần gì? Phần bài tập. Bài tập đấy ạ. Thì lúc này có xuất hiện thêm một bài tập mới đó là bài kiểm tra về giáo học trực đây ạ. Học viên sẽ bắt đầu là bằng cách kích vào cái bài kiểm tra của mình ạ. Thầy cô quan sát nhé. Ta xem em mình làm nào. Phần mềm là sau đây cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến. Một trong những cái điều hay của Google Form này nó có chức năng đọc rồi.
ta để ý đấy, nó cho phép đọc cái nội dung. Một, phần mềm nào sau đây cho phép tổ chức cuộc họp trực tuyến? Đúng không? Hai điểm. Đấy. Dùng Clube ý định. Tôi quay trở lại. Đây, ví dụ đây là, ta thấy nó gì? Ở đây có cái ô vuông, nghĩa là câu hỏi là có thể chọn nhiều đáp án. Và ta sẽ chọn là gì? Zoom Cloud Meeting và Google Meeting. Tiếp theo chuyển sang câu 2. Là ta chọn gì? Phần mềm Zoom Meeting. Không có chức năng nào sau đây. Ta chọn đó là mở hình nền. Phần mềm là cho phép thiết lập thời gian cho học sinh. Thì ta chọn Add Module chẳng hạn. Đấy, học sinh muốn gì ạ? Muốn báo nhận email với phản hồi thì ta tích vào đây. Học sinh bấm vào gửi. Đây ạ. Thì ngay lập tức là nó sẽ xuất hiện cái màn hình là gì? Cảm ơn. Thì cái này đều là do giáo viên thiết lập cả. Học sinh có thể xem ngay được kết quả. Đây ạ. Điểm đang đạt là 5 trên 5. Và những cái câu nào đúng thì sẽ được tích vào đây. Close. Đúng ạ. Đấy, như vậy là học sinh đã làm xong cái bài tập của mình. Và thầy cô có thể quan sát được ngay trên màn hình. Mức điểm đạt là 5. Đấy, học sinh có thể vào xem lại. Bằng cách là vào grade. Thì các em có thể xem được cái điểm của mình. Ở đây là màn hình của học sinh chưa hiện số điểm, là bởi vì là phải liên quan đến giáo viên nữa. Khi nào giáo viên duyệt cái điểm này thì nó mới hiện lên trên màn hình của học sinh. Thì đấy chính là cái nội dung thứ 6. Đó là cái nội dung mà liên quan đến việc chấm điểm. Đây, ta xem ở đây. Là giáo viên sẽ sang phần grade là để chấm điểm. Đây tôi lại phóng to ra. Thì ở đây có hai bài đúng không ạ? Thì ở đây đã thấy là gì? Cái em sinh viên này đã được gì? Được 5 điểm. Và thầy cô có thể chọn. Đây còn mấy bạn này thì chưa nộp. Đây ta có thể bấm vào cái ba chấm chọn Open Student Work để ta có thể xem được cái kết quả bài nào của học viên. Rất là tiện. Đúng không ạ? Ta biết được chi tiết cái bài nào của học viên. Đây, thời gian làm là 58 giây, điểm là 5 trên 5. Ta có thể thêm các cái nhận xét vào đây. Đây có thể thêm nhận xét rất là tiện. Đây ta tạm thời ta đóng lại. Ta chọn Return là để trả điểm. Khi ta chọn là Return. Thì thầy cô quan sát lại là đã hiện cái điểm của học sinh là 5 ở đây. Và thầy cô nhìn trên màn hình của học viên ạ. Này cũng đã hiện số điểm là 5. Đúng không ạ? Thì bởi vì là trong cái phần này chỉ có hai học viên nên là cái phần minh họa chấm điểm này nó hơi hạn chế, nên tôi sẽ mở một cái lớp học khác để thầy cô quan sát. Ví dụ đây là tôi có một lớp tập huấn dạy học trực tuyến chẳng hạn. Đây cũng là một lớp demo đấy. Thì nó có sẽ có nhiều bài tập hơn. Thì ta vào đây ta mở rộng để ta xem để thầy cô thấy rõ. Người ta theo dõi được những ai đọc bài hay chưa. Đây, ví dụ đây là một cái bài đầu tiên này. Đây ta bấm vào đây ta sẽ xem được cái thông tin mà người học đã nộp bài hay chưa. Ví dụ cái mục Lost Turn In này có nghĩa là gì ạ? Cái người này là chưa từng vào xem cái bài tập view rồi, đã xem rồi nhưng chưa nộp bài. Và Turn In là những người đã gì ạ? Đã nộp bài rồi. Này ví dụ như vậy thì ta có thể gì ạ? Có thể thêm cái nhận xét này. Và có thể nhập gì ạ? Nhập điểm vào đây. Ví dụ ta cho cái anh này 7 điểm. Cho nó 5 điểm, 2 điểm chẳng hạn. Bởi vì là bạn này bạn đang nộp nhầm cái yêu cầu đọc bài đúng không ạ? Giả sử như thế. Ta có return là điểm sẽ được ghi lại. Tiếp theo ta bấm close. Đây là nó chỉ là demo thôi đúng không ạ? Đây thì lúc này nó sẽ sang cái mục, cái anh này sẽ sang mục grade này, là sẽ có cái số điểm đây. Được chưa ạ? Cái điểm này có điểm hay nữa, thầy cô có thể xuất nó ra Excel để thầy cô ghi lại, nó rất là tiện. Đây sang grade là xem điểm. Người ta xem được từng bài một. Quản lý rất là tiện đúng không? Cái này thì chắc chắn là Zoom không thể làm được những chức năng như này rồi. Mà phải kết hợp với Google Classroom hoặc là Edmodo gì đấy. Đấy, như vậy là thông qua cái video này thì tôi đã hướng dẫn các thầy cô 6 cái chức năng cơ bản trong cái việc dạy học với phần mềm gì ạ? Với phần mềm Microsoft Teams. Đó chính là quản lý lớp học này, quản lý kênh, đăng các thông báo lớp học, đưa tài liệu đến lớp học, tổ chức giờ học online,
giao bài tập và chấm điểm. Như vậy ta thấy là gì? Rất nhiều thầy cô lo lắng khi sử dụng Teams bởi vì thấy nó có quá nhiều chức năng. Nhưng với cái việc mà gì ạ? Chỉ sử dụng tương đương với phần mềm Zoom thôi thì thực ra nó chỉ tương đương với mục gì ạ? Mục số 4 ở đây đấy ạ. Đúng không ạ? Thì khi mà thầy cô sử dụng Teams, thầy cô sẽ không phải sử dụng thêm cái phần mềm để quản lý lớp học như là Google Classroom hay là Edmodo loại thứ. Bắt đầu thì có thể là khó khăn nhưng mà trong cái quá trình mà thầy cô phải đăng ký tài khoản hay là gì ạ, xác minh tài khoản, tuy nhiên là gì đổi lại thì về sau này khi thầy cô sử dụng nó sẽ rất là thuận lợi. Ví dụ cái màn hình Teams ở đây ạ, thầy cô có nhiều lớp học thì ta chỉ cần gì ạ, đến giờ là ta vào thôi ạ, là ta bắt đầu ra vào để ta gì ạ, ta tổ chức cái cuộc dạy thôi, mà thầy cô không phải mất công đi gửi cái ID hay là kiểm soát học viên hay giao tài liệu, nó rất là phiền toái đúng không? Đấy thì đấy chính là cái động lực mà các thầy cô lên gì ạ, lên tìm hiểu cái phần mềm Teams này, nó vừa hỗ trợ tốt cho giáo viên mà vừa gì ạ, vừa thuận tiện cho học viên, là các em không phải viết quá nhiều cái ID hay cái mật khẩu của các phòng học Zoom nữa, mà tất cả đều trên một màn hình, mà học viên đến giờ học môn nào thì các em sẽ vào học cái môn đấy. Để như vậy trong cái video này tôi đã hướng dẫn thầy cô các cái thao tác cơ bản để sử dụng cái phần mềm Microsoft Teams mà trong dạy học. Và chúc các thầy cô có thể là sử dụng tốt phần mềm Teams này trong quá trình dạy học trực tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô.